lên. Thả hai cái dòng đệ tử ổng ra nha mọi người. Thả. Câu hồ lô. Đi. Rồi, xin chào. Xin chào ông ạ. Rồi. Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, trở lại giúp đỡ những vong linh lang thang đối khác và giải hóa những con quỷ dữ. Thì hôm nay Lâm tiếp tục một cái video này, không có đi sân ma nhưng mà Lâm sẽ hiện tại Lâm ở trong cái ngôi nhà hoang trên đỉnh núi. Thì mục đích hôm nay Lâm lên đây, Lâm sẽ tả hai cái dòng của thiên ma tại lộ thiêu đó, rất là lâu rồi. Do Lâm mệt quá không mới ra lộ thiêu thả, cho nên là Lâm mới sẽ tìm vị trí này mát và thả hai cái dòng này ra nha. Bây giờ thì Lâm sẽ lấy hồ lô ra và thả hai cái dòng này ra để mình giúp đỡ họ về chùa tu lành tu hiền nha bà nha. Bây giờ video thế nào, bà theo dõi nha. Cái dòng đệ tử ổng ra nha mọi người ha. Thả. Câu hồ lô. Đi. Rồi, xin chào. Xin chào ông ạ. Rồi, mời hai cái dòng hai con quỷ đệ tử thiên ma ngồi. Mời cô nàng áo đỏ ra đây. Con ma cũng được ngồi không mày? Được. Kia bắp sư nghe, không bắt à. Bắt đi một lần nữa giờ. Hai người còn nhớ tôi không? Nhớ. Hồi đó tôi viên hai người về chùa tu, hai người cũng nghe lời sư phụ đệ tử thiên ma. Thì cãi bướng không chịu nghe lời tôi. Hôm nay thì tôi nhốt đâu hơn nửa năm rồi mới thả hai người ra. Thì hai người ở trong cái hồ lô đã nghe kinh kệ gì đó, đã hiểu về Phật pháp chưa? Cho hỏi cái người đại sư huynh này. Nghe hiểu rồi, hiểu rồi. Giờ chuyển qua luôn rồi, không chuyển qua nữa. Là nghe Phật pháp luôn đúng không? Không có còn niệm Phật thật nữa. Gì hả? Tôi chuyển qua bên chánh của mấy ông luôn rồi. Ồ, thì sao ở trong đó khoảng nửa năm rồi sao mà tu luyện như thế nào mà sao khuôn mặt nó vẫn còn vậy ta? Cái này hả? À. Cái này là cái linh hồn, cái bộ tánh, cái tâm thức nó phải cái khuôn mặt nó phải đi theo dị quả. Cũng đúng, đây tu tập chưa có quả thì vậy buộc tôi phải có dùng cái thực để mà giúp đỡ cho dông. Bây giờ thì chắc có lẽ tôi không để cái khuôn mặt của ông với cái cô hai sư huynh đệ như vậy. Tôi sẽ thẩm mỹ cho hai người, một cô này thẩm mỹ cho tóc vàng vàng cho đẹp giống người gái ha. Còn ông thì tôi sẽ làm cho một cái tóc đen lại, khuôn mặt biến mất. Sau đi tôi giúp hai người xong rồi hai người trò chuyện kể tôi nghe coi lúc còn sống là làm thế nào để theo làm đệ tử thiên ma nha. Như vậy nha. Đúng rồi, ông pháp sư ha. Ừ. Gì là cũng được cho ha. Bây giờ muốn làm cho trở lại đẹp tình một người phụ nữ luôn hả? Đúng rồi, chịu không? Ồ, được luôn hả? Được. Bây giờ thì hai người chắp tay đều, tôi làm hai người một lượt một. Ông thì biến lên khuôn mặt bình thường, còn bà thì biến lên khuôn mặt bình thường. Nó có cái bộ tóc vàng vàng đẹp luôn. Ngồi lên luôn hả? Ngồi lên luôn cho mày làm đẹp luôn nha. Rồi, ngồi xuống đi. Rồi, tao ngồi xuống cho mày giờ làm đẹp. Giờ chắp tay niệm 6 chữ Nam Mô Phật đi. Không. Nam Mô Phật. Thẩm mỹ.
Thôi, đó, thấy chưa? Thôi tao đẹp lại cho mày. Đẹp rồi, tóc của tôi hứa mà tóc vàng vàng đẹp không? Nó giống thời đại mới luôn. Ồ, nó ra nè. Kiều pháp sư với kiều mày hoài. Ồ, pháp sư hả? Cảm ơn pháp sư đấy là kiều xinh đẹp. Còn ông sao vậy? Thấy thoải mái hơn chưa? Thôi, cảm ơn pháp sư ra. Đúng là pháp sư có khá ha. Bây giờ năm nay rồi. À, nó vẫn giữ cái khuôn mặt gì hoài. Đúng rồi. Công nhận pháp sư hay thiệt tao. Liên tà thực tà đạo thì nó phải như vậy thôi. Bây giờ thì ở trong đó thì còn sư phụ với hai sư huynh của hai ông nữa. Từ từ tôi sẽ thả ra mọi người, giáo hóa mọi người về chùa tu hết. Ở trong thì, đó mà, sư phụ ông cũng hiền hết trơn rồi. Vậy hả? Chuyển dần qua bên về bên chánh trơn rồi ông pháp sư. Ừ. Thì, vô đó, ở trong đó tối ngày nghe kinh nghe cạn. Cái điều hay đã phải trong đó. Ở trong đó nó có nhiều cái nội kinh lắm. Mỗi ngày sẽ nghe, nghe riết rồi nó. Tôi với sư mụ chúng đệ tôi giờ thấm nhận rồi. Ừ. Giờ nó cũng hiểu về chút đỉnh về bên trái rồi. Nhưng mà có cái tổ. Có cái kinh hồn với cái lương tâm. Mà lúc chết bây giờ nó vẫn còn mang cái mặt hoài. Ừ. Bây giờ cho tôi hỏi như vậy thì tôi đã giúp rồi, không cần phải quan tâm nữa ha. Cũng kinh kệ đã hiểu rồi. Thì bây giờ tôi muốn giúp cho về hai người về chùa tôi lành tôi hiền sớm được hai chứng kiến thành người. Nhưng mà tôi muốn biết được cái câu chuyện của hai huynh đệ tại sao lại bái ông Thiên Ma làm sư. Ông đại diện nói cho cái cô này đi. Nói cho sư muội của ông đi, tại sao hai huynh đệ lại chết và tại sao lại nhận Thiên Ma làm sư phụ. Tôi bái ông Thiên Ma làm sư phụ á. Ừ. Lúc mà chết thành cái vong quỷ rồi mới bái ông làm sư phụ. Ừ. Chứ lúc mà còn sống thì tôi với con mũi, ý con mũi tôi nè. Ừ. Con mũi mà sao mày kêu con mũi hả? Sư huynh mà không sư huynh hả? Ờ, sư huynh, sư huynh. Rồi sao? Tôi đang kể cho ông nghe mà mụi tôi la cái tôi quên chứ. Bà sư mụi không phải mẹ đâu nha. Nói chuyện cái tôi với sư mụi tôi nè. Ừ. Thích luyện đạo. Ừ. Đi lên trên cái ngọn núi đó. Sao? Thì mới lên ngọn núi thì cũng ở dưới cái chân núi cũng học được mớ. Ừ. Có cái có một cái vị thầy này đó chỉ cho nó đó còn sống ha. Còn sống. Ừ. Rồi hai huynh muội mới luyện. Luyện cũng lâu lắm. Luyện cũng 20-30 năm trời. Ừ. Mà nó cũng không thành công. Rồi tôi thì tôi nhớ chiêu. Nhớ cái đó. Cái anh muội tôi nó cãi. Nói sư huynh làm gì trọng đâu. Rồi tôi nghe lời nó. Rồi tôi làm theo cái cách của nó. Rồi hai đứa liền theo cách của sư muội tôi đó. Rồi bị tổ quả nhập ma. Rồi bị điên điên dễ dãi luôn. Bị khùng khùng điên điên ngơ ngơ ngáo ngáo luôn. Ừ. Rồi cứ đi vòng vòng cái núi đó. Dòng dòng cái núi đó thì cũng rất là nhiều người đã hiện đạt ở đó. Ừ. Rồi đi thách đấu với người ta. Ừ. Mà lúc đó là bị lạc rồi, bị tổ quả nhập ma rồi. Ừ. Không còn kiềm chế được nữa, không còn làm chủ được cái bản thân nữa. Muốn nói gì nó muốn làm gì làm. Ừ. Lúc đó là như là tôi bị khùng rồi. Ừ. Hai đứa tôi bị khùng rồi. Rồi cuối cùng thì sao? Sao mà chết? Thì cũng lại mấy cái chỗ mà người ta luyện tà thuật đó. Ừ. Rồi, tôi thì tôi không có thách đấu. Rồi nó sư mụ chứ mà. Ừ. Áo thắng nó còn muốn hơn thua. Đủ ta thách đấu. Nhưng mà lúc đó hai sư huynh mũi đâu có còn bình tĩnh nữa đâu. Đâu có còn đủ cái đầu óc trí khôn nữa đâu mà
đấu người ta cũng không còn nhớ chiêu gì nữa, bị khùng rồi, bị lạc thiệt rồi, bị tổ quả nhập ma rồi. Thì cũng đấu mà đấu đâu có lợi người ta. Rồi đấu không lợi người ta thì chạy chạy hai huynh đệ mới lựa một cái hướng khác, không còn một cái chỗ nào liệu được thật trơn á. Hai sư huynh mụi cứ ngồi luyện nữa, luyện 5 năm nữa. Luyện cái gì 5 năm nữa dữ à? Thì luyện theo cái cách mà con mụi tôi nó chỉ đó. Tôi là tôi đi đúng cái hướng rồi. Luyện là dần tiếp tục. Điên đó. Nữa hay sao lại điên nữa, điên nặng nữa. Điên nặng hơn nữa. Hay cuối cùng làm sao? Bỏ liền hay sao? Bị điên quá nghỉ liền hay sao? Cuối cùng liền quá, điên nặng quá rồi. Thì đó trở thành là khùng, điên cũng ra điên mà tỉnh không ra tỉnh. Trở thành giống như là một cái người mà không còn bị kiểm soát được cái tâm với cái thể xác nữa. Muốn làm gì làm. Tự dưng tôi nghe nói đến điên điên, giờ đầu tôi đau đớn lắm, tôi nhức lắm. Vậy hả? Ráng chịu đi. Không kể tiếp là làm sao rồi hai sư muội là chết. Sư muội kể cho ông pháp sư nghe khóc hả sư muội? Nói đi, bây giờ tôi nghe nói điên điên khùng khùng, bây giờ đầu tôi đau lắm. Thôi ông đại diện hai người đi chung mà chắc chết chung quá, kể đi. Ông kể đi. Giờ đầu tôi đau lắm rồi. Vậy ráng chịu im đi để ông này ông kể ra. Thì tiếp tục á thì bị điên nặng thêm nữa. Rồi cái con mụi tôi này nè, nó bị cái chứng nhức đầu, nó la hết sùm hết rồi, dên gian núi rồi. Thì la quá trời la. Rồi cái ông sư phụ tôi làm thiên ma á, ông mới ông bay ngang đó, đó ông nghe cái tiếng lên ra sao phụ nữ. Ông mới dừng lại. Ông mới dừng lại, ông hỏi hai tụi bay làm cái gì đây, la sùm và đắt cái gì. Rồi tôi mới trình bày, tôi nói tụi con cũng liền đạt thật, mà bây giờ tụi con đi lạc đường rồi. Ông chú ơi, ông chú có thể giúp hai tụi con đi về cái đường tránh được không? Đi về cái đường cho nó không lạc nữa. Ông nói được, tạo thiên mà ta thấy hai đứa bay tội nghiệp, thôi về làm đệ tử ta đi. Lúc đó ông chết chưa? Ông thiên ma. Ông kìa, ông đi cho mùi ông kìa. Chưa có chết. Rồi làm sao mới chết? Lúc đó ông thiên ma, ông cũng chưa có chết luôn. Rồi mới dẫn tôi sư phụ tôi đi về núi Tà Lên. Rồi ông mới trị bệnh, ông mới giữ cái linh hồn, giữ cái tâm cho nó không có nghĩ bậy bạ, không có bị lạc nữa, ổn định lại. Ông làm vậy mà 10 năm sau rồi nó ổn định lại, rồi ông mới nhận được đệ tử. Rồi cái tự nhiên cái bệnh cũ tái phát nữa. Bệnh cũ của ông á hả? Bệnh cũ của hai tôi với sư mụ tôi. Hai người bệnh được luôn. Tái phát là cái bệnh điên điên như vậy đó, nó tái phát lại 60 năm sau. Lúc này là nhờ sư phụ ha. Không có nhờ nữa. Tại sao? Lúc này là đi vòng cái núi Tà Lan á. Rồi đi riết rồi kiệt sức. Chết luôn. Chết núi Tà Lan luôn. Rồi ông sư phụ mới hay. Ông mới bắt hai cái linh hồn về, dẫn về làm đệ tử tiếp. Rồi dạy vô thực, dạy pháp thực cho. Dạ, thật. Vậy là còn sống liền cũng thành công, mà chết rồi liền mới thành công. Rồi vậy? Cũng chưa có thành công, tại vì nó tái phát cái lần cuối vậy đó. Rồi nhờ sư phụ tôi cũng đem hai cái linh hồn, hai chú linh mũi tôi về. Để cho tu luyện tiếp. Luôn một thời gian sau sư phụ tôi cũng chết luôn. Lý do sao ông chết rồi biết không?
Rồi nào gặp ông hỏi. Đi nào tha ông ra hỏi nha. Tôi chỉ biết là ông còn sống á, ông đem linh hồn của hai huynh muội tôi về thôi. Vì tôi biết lúc chết họ còn lý do chết sao tôi không biết. Rồi lúc thành cái linh hồn rồi thì ổng dạy hai cho huynh đệ học được bao lâu mới được như vậy? Cũng thời gian cũng thành linh hồn rồi, lúc mà bị trả bệnh nặng lại đó 10 năm sau đó, nó tái phát rồi đó. Thì ổng đem hai cái linh hồn về, ổng truyền dạy. Thì lúc đó ông sư phụ thiên ma ổng cũng chết rồi, ổng cũng là một cái linh hồn quỷ rồi. Nhưng mà ổng là thiên ma. Chỉ cho thì cái kêu bằng cái bổ tánh đó, cái bản lai diện mục á, và cái gốc á của cái con mụi tôi nè, nó cũng vậy nữa. Lúc còn sống như vậy, nhưng mà chết rồi nó cũng còn cái tánh mà thích đi nghịch đường nữa. Rồi liệt được thời gian là cái đó nó xuôi. Em thấy cái kiểu này nè, ông sư phụ chỉ nhưng mà mình đi qua sao không thành. Em nghĩ ra cái đường này nè, rồi hiện tôi rồi. Nghe lời nữa liền nữa. Bà chứ cứ nghe lời phụ nữ hoài, bà này bà dở mà nghe lời bà hoài. Thì nó là sư muội. Lúc cuộc sống thì sư muội cũng như là bèo nước gặp nhau vậy đó. Nó cũng cha mẹ cũng chết hết rồi, tôi cha mẹ cũng chết hết rồi. Thì hai đứa lúc đó cũng chung một cái chí hướng là niệm đạo Phật, đi trên ngọn núi lúc này kể cho nghe là mới gặp nhau kết huynh muội. Chứ tôi với nhỏ này không có bà con dòng họ gì. Rồi sau đó thì nghe lời nó nữa thì luyện đi nghịch hướng nữa đó. Lúc mà gặp ông đó, lúc đó tôi với mụi tôi đang nghịch hướng đó, cũng là đệ tử thiên ma mà đang luyện nghịch hướng hả? Nghịch hướng nữa rồi phải gặp ông mà ông bắt nhốt tôi, hai đứa tôi tới như vậy. Thì cũng nghiện nghịch hướng nữa, luyện quá là luyện thì cũng nhức đầu đau đầu nữa kia lum la chứ không phải không? Tới bây giờ cách nay là tôi tính trước tính sau, từ lúc sống tới bây giờ là gần cả trăm năm rồi. Lúc hai sư huynh đệ mất là một người mỗi người nhiêu tuổi, lúc đó mất ông nhiêu tuổi? Lúc đó cũng lớn rồi. Lớn rồi nhiêu? Cũng 60 mấy 70 tuổi hết rồi. Vậy hả? Còn bà này chắc cũng vậy hả? Nhỏ nhỏ ông nhiêu tuổi? Cũng ná ná tuổi hả? Vậy hả? Tôi cũng tội nghiệp ha. Bà tên gì? Tôi hả? Để tôi suy ngẫm lại, tôi coi tôi còn nhớ tôi tên gì không. Để ba suy nghĩ đi, ông tên gì ạ? Thầy hả? Tôi tên là Anh Đê. Gì trời? Anh Đê. Rồi ông tên gì? Tôi tên Bê. Hai người dân tộc hay gì tên như ngộ rồi. Tôi tên Bê, tôi là cái người không phải dân tộc. Người Kinh. Tôi người Kinh. Còn cô? Tôi cha tôi người Chà, má tôi người Cam. Không liên quan gì hết. Không liên quan tới người Kinh miếng nào. Không. Cho nên là khi còn sống là tôi đeo tà thuật tôi luyện. Nhưng mà khi còn sống luyện bị tẩu quả nhập ma, lúc tỉnh lúc mê, đến chết rồi thì cái đầu nó vẫn ê, lúc mê lúc tỉnh làm hoài tôi đau lắm. Ê, nghe kinh kệ học Phật không ra cũng chưa hết không? Thôi giờ để tôi làm cái thực cho nó bớt cái đầu ha. Rồi sau đó tôi sẽ bài nghi thức dùng cho hai sư huynh đệ dùng được ấm no. Rồi sau đó tôi sẽ gửi cho hai huynh đệ về ngôi chùa tu lành tu hiền, sớm độ thai chứng kiến thành người. Nhớ đời sau thành kế và thành người, đừng có làm quỷ nữa nha, đừng có hung hăng, đừng có luyện tà thật gì nữa, ráng có làm người tốt đi. Rồi, bớt chưa? Thở đau rìu rồi chứ không? Muốn bớt đau nữa thì vô luyện tà thật á. Bây giờ tôi sẽ quỷ bỏ cái linh lực mà đạo trong cái cơ thể hai người.
Rồi sau khi đó tôi sẽ làm bằng thức cúng cho hai người được ấm no xong giúp về chùa nha. Như vậy nha ông ha. Có cái thuật nào mà chữa cho chứng bệnh lúc tỉnh lúc mơ của tôi hết không? Tôi để đó sao đi. Hút. Rồi. Ê. Quỷ. Cởi ra đi. Bây giờ tôi đã quỷ bỏ cái linh lực ma quỷ trong cơ thể của ông rồi, đúng không? Thì cái bài vong này cũng vậy. Bà ngồi dưới coi. Ôi, cơ thể tôi sao yếu ớt quá. Không có linh lực quỷ của bà rồi còn không yếu ớt. Tôi thấy như có cái gì nó ở trong cơ thể tôi rút ra một cái là tôi hết biết rồi. Thì tôi cho bà miếng linh lực, công nhận phụ nữ phiền phức quá. Ổn chưa? Rồi, tôi đã ổn định lại tí siêu rồi. Yếu như bà Bích đặt là điện cả thật, làm người tốt thì không chịu. Bây giờ thì hai huynh đệ tạm đưa ra ngoài, tôi sẽ làm bằng cái hết tôi cúng cho. Rồi chút xíu nữa về ngôi chùa nào tu là tôi sẽ nói sao sao cho biết nha. Bây giờ đi ra ngoài nha. Đi. Rồi ông Hà Bác ơi, hai huynh đệ thì kể nghe chuyện thì cũng không có gì. Mình chắc cũng không hỏi thêm đâu, không hỏi thêm nhiều nữa, để cho họ yên và họ tu đi, đừng có khởi lên cái quá khứ của họ nhiều quá. Thì họ tu điện tà thực tà đạo chắc chắn không xuống địa phủ là khỏi phải hỏi làm gì. Bây giờ làm sao bà nghi thức ra cúng cho cái dòng, hai cái dòng này dùng xong rồi mình giúp hai dòng này về chùa luôn. Như vậy hoặc là làm để làm coi có cái gì đó để mình hỏi thêm, để mình hỏi nha. Rồi như vậy nha mọi người, mình sẽ tìm vị trí nào làm đặt đây. Giờ thì mình đặt cái này mình cũng nhờ mà vâng. Chùa là dùng dắt mình đưa về chùa luôn, khỏi hỏi gì nhiều mệt. Cho họ đi tu cho rồi. Hỏi nhiều cũng vậy thôi, không không? Khơi nó quá khứ nhiều quá cũng không tốt. Lâu lắm nè, làm ốp hơn trọ vô hồ lô là hơn nửa năm rồi. Làm mới thả ra. Mà cái dòng nữ này thả nửa năm rồi. Thả ra cũng không có biết là hiện mà còn giữ này dưới nọ nói chuyện xưng hô rồi mày tao không. Mấy cái dòng nữ này kỳ quá. Mình cũng lẹ lẹ dùng xong giúp đi cho rồi không khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô các gia chủ, các linh, đặc biệt là hai cái dòng mới thời, hãy đi dùng bánh cơm trái được ấm no. Sau đó tôi sẽ giúp cho về chùa tu lành tu hiền nha.
nhốt vô vùng không? Bây giờ tôi ở trong cái hồ lô mấy tháng nay rồi. Tôi cũng hiểu được lâu rồi bà, lâu rồi chấm. Chú Huynh à, cái thằng này đâu thấy cái nó có... Đó là người xấu hay người tốt, dạ tôi nhìn không ra. Mà kêu người ta làm pháp sư rồi mà kêu một thằng nó nhốt vào vô lâu nữa vậy. Sư muội, tôi muội thấy cái bóng cái à, muội không có hiểu được. Muội nhìn thoáng qua nó, muội không có biết nó là tốt hay xấu, muội không có biết được. Muội là cái con quỷ. Làm sao mà muội nhìn thấu cái ta, cái tâm của người ta? Cho dù bây giờ muội có nhìn thấu đi nữa thì muội cũng phải im thôi. À. Đúng không? Dạ, nó hưởng đi cho cái đầu nó nhẹ lại. Theo sư huynh. Chứ bây giờ huynh với muội có nói cái gì cũng vô ích thôi. Đúng vậy, mình cứ ăn đi, mình không nên nói gì nhiều về bản chất của nó. Nếu như nó không vui thì huynh với muội thì coi như tiêu đời rồi. Muội nói có đúng không? Không. Người ta là một cái vị pháp sư, hiểu không? Thôi bây giờ cứ ăn đi, tôi không có muốn nhắc gì tới cái tên đó cả, tôi không có muốn nghe. Bây giờ có thì tôi dùng thôi, tôi không có muốn nói gì tới nữa. Tôi sợ lắm. Cảm ơn pháp sư các anh. Không. Này ngược quá à. Kỳ pháp sư nhốt dọn lâu nữa vậy. Vậy để tôi cảm ơn pháp sư đại diện cho con muội, tôi cảm ơn luôn. Thôi muội ăn đi, đừng nói nữa. Cũng vì khi còn sống đam mê luyện tà thuật mà bị tẩu hỏa nhập ma, lúc tỉnh lúc mê. Mà nó cũng chấp nhất cái người lúc tỉnh lúc mơ như ta. Đáng lý là người lúc tỉnh lúc mơ là rất là tội nghiệp. Tại vì họ đã không được bình thường rồi. Muốn chi khi còn sống tôi đã điên. Lúc điên, lúc tỉnh, lúc mơ, cứ làm hoài đến khi chết thì cũng như vậy. Chết rồi mà cái đầu vẫn đau, nhói vẫn nhức, nhói vẫn đau. Dù anh cứ dùng đi. Sư cũng ra, cũng gỡ mình đi. Mình ở trong cái hồ.
tốt. Tôi thì lúc mơ lúc tỉnh, nhưng mà tâm của tôi thì không bao giờ á. Tâm của tôi lúc nào cũng thiện, chỉ có cái điều là lúc tỉnh, lúc mơ, lúc điên, lúc mơ, lúc màng thôi. Nếu như mà tôi không mơ, không màng đó thì tôi cũng đâu có đến đổi. Đừng có nói, đừng có nhắc tới mơ màng nữa, một hồi bệnh cũ nó tái phát, nó trở về nữa và là điên, điên thêm một kiếp nữa là ba kiếp đó. Để ơi, giờ quên, điên thêm một kiếp này nữa, tức nghĩa là ba kiếp luôn à. Chơi vậy là khỏi có ai cứu muội luôn đó. Rồi bây giờ muội sẽ nghe Quỳnh, chứ bây giờ muội nghe nói tới điên mơ mơ màng màng mà rất là muội rất sợ. Giờ có ăn cứ ăn, có uống cứ uống, ta không muốn nói nhiều nữa. Nói nhiều quá ta sợ đi thêm một kiếp nữa là bao giờ đời vui. Cảm cho muội, tại vì khi còn sống mà muội lúc tỉnh lúc điên, cho nên khi mà vô trong đó rồi thì tâm của muội nó bắn lộn hết trơn. Nhưng mà thôi, dù sao bây giờ muội cũng ổn định hơn hồi lúc trước rồi. Bây giờ muội có thể nói được bình thường chứ, hết mơ mơ, hết màng màng, hết điên điên dại dại rồi. Hỏi hưởng cái khói nhang đi, cho cái linh hồn nó bình tĩnh lại. Rồi nói một lời cảm ơn pháp sư. Yeah.
dứt hết đau rồi. Giờ thì ai sẽ huynh mũi chỉ kiếm thành người ha. Giờ tôi giúp cho về ngôi chùa tu lành tu hiền, sớm đầu thai chỉ kiếm thành người. Về ngôi chùa đó thì ai sẽ huynh mũi đừng có sợ đói, không có đồ hưởng đâu. Về chùa đó ta có cúng cho mình hàng ngày cơm bánh trà trái cây, được hưởng ấm no. Mình chỉ việc về đó cố gắng mà tu tập, với mình sám hối trước đây mình đã không tà thực tà đạo. Hồi đó giờ hơi sinh mũi có hại ai chưa? Tự học tà đạo bây giờ đó chưa? Chưa hả? Vậy mà bị khùng khùng với biên nhiều chứ có hại ai được đâu. Vậy giờ thì hai sinh mũi đồng ý tôi giúp cho về chùa tu lành tu hiền, sớm đầu thai nhân kiếp thành người ha. Thì cho hỏi xíu nè, hồi sống là bà này tên gì nãy quên rồi, nhưng mà thôi đi, sống có anh em bà con gì, có anh em gia đình, có mấy anh em rồi, có ai còn không, có ai điện thật giống bà không, có mình bà? Để tao nhớ lại chứ, khi còn sống tao mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lúc mơ tao cũng không có nhớ rõ. Bây giờ hỏi tao thì tao nói làm sao mày nghe vậy, chứ tao còn không rõ được nữa. Hình như là tao còn một người cha và một người anh đã có vợ và ba con. Để sư huynh nói cho. Lúc nãy sư huynh nói rồi. Là bị mồ côi. Hai đứa gặp nhau trên cái núi. Thì bà nào bị không nhớ thì chị ông đại diện nói giùm đi. Thôi, hai sư huynh mũi tôi lại vậy đó. Mồ côi rồi hết liền là thật. Ông à, ông lúc nãy ông có chữa cho tôi hết điên hết dại chưa vậy? Bớt rồi đó. Bớt. À, bà không nhớ rõ thôi. Tại vì ông cũng thông cảm cho tôi, lúc còn sống tôi luyện nhiều quá cho nên tôi dại dại điên điên, tôi không biết gì hết. Tôi sẽ giúp lẹ lẹ gọn gọn cho hai sư huynh để về ngôi chùa tu lành tu hiền. Thì ở trong đó, trong cái bình hồ lô nghe kinh kệ cũng hiểu rồi. Thì thôi giờ cố gắng về ngôi chùa đó mà tu nha. Rồi, mời ông ngồi vậy đi. Trời ơi chú. Bây giờ hai người chắp tay niệm sáu chữ Nam Mô Phật. Tôi giúp cho về chùa, về đó ráng nghe kinh kệ. Bà thì cái chùa đó có giọng nữ, thì phái nam qua nam, nữ qua nữ. Thì ráng mà học hỏi những người cái giọng đi trước tu. Ngôi chùa rất là nhiều giọng chứ không phải mình ông bà đâu. Giọng nữ nữ nhưng mà rất là trang nghiêm, mọi người ta tu lành tu hiền à. Rồi hãy xu huynh mũi đi nha, niệm sáu chữ Nam Mô Phật tôi đưa đi nha. Người điên cũng được nhận luôn hả chú? Rồi chủ yêu chú. Đi. Rồi ông bà bác ơi, Lâm cũng đã giúp hai sư huynh muội đệ tử của Thiên Ma sau một thời gian dài hơn nửa năm để trong cái hồ lô, thì cuối cùng thì cũng biết ăn năn hối lỗi và cũng biết sửa sai. Thì Lâm cũng đã về chùa hết rồi. Rồi video của Lâm cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn mà bác đã luôn quý Lâm, cảm ơn mà bác đã ủng hộ Lâm nha. Giờ dạo này Lâm rất là mệt, chứ Lâm chỉ đi giúp được một cái dòng duy nhất thôi, không thể nào đi quay clip thứ hai, giúp được cái dòng thứ hai trong ngày. Thì còn phần còn lại thì Lâm sẽ nhờ đệ tử Minh Thành giúp cho các dòng, nhưng mà bác ha, Lâm cũng còn nó bị màu tử, bây giờ nó sinh ra nè, nhức đầu, chóng mặt, tê tay tê chân gì đủ thứ chân mà bác ơi. Ông bà cô bác nào có biết cái thuốc tây nào mà trị buổi mỗi buổi chiều về 5 số giờ nó lại rất là nhức cái đầu của Lâm, rồi nó sốt như khi sổ mũi này cái nọ rất là nhiều. Dạo này Lâm yếu, Lâm bệnh hoài, ông bà cô bác nào có thuốc cho Lâm xin hãy chỉ dẫn cho Lâm cái liều thuốc đó uống cho mau khỏe, để mà khỏe lành lặn để mình giúp đỡ trong linh nhiều hơn cho ông bà cô bác xem nha. Rồi, video Lâm kết thúc tại đây. Hẹn bà bác những video tiếp theo. Chào tạm biệt bác.